Sáng 1 tháng 6, Bộ Y tế phát đi thông tin về buổi làm việc trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện chương trình COVAX, COVAX Facility về việc cung ứng vaccine COVID-19 cho Việt Nam diễn ra vào tối ngày 31 tháng 5. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đã nhận được gần 2,5 triệu liều vaccine COVID-19 từ chương trình COVAX Facility. Trong tổng số 38,9 triệu liều được COVAX thông báo tài trợ cho Việt Nam trong năm 2021, Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, tình hình dịch tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc bệnh ghi nhận cao trong các khu công nghiệp và tại cộng đồng. Do đó, việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là rất cần thiết tại thời điểm này. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để chủ động nguồn vaccine cho người dân Việt Nam. Đồng thời cam kết với COVAX Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong việc tham gia chuỗi chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và mong muốn được đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam sẽ đầu tư nhà máy và mong muốn được nhượng quyền sản xuất nhằm cung cấp vaccine cho COVAX và cho các nước. Thông tin tại buổi làm việc, thay mặt chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 đô la Mỹ cho chương trình COVAX Facility. Việc ủng hộ này thể hiện sự đánh giá cao hiệu quả ứng phó với đại dịch COVID-19 của sáng kiến toàn cầu này và khẳng định cam kết của chính phủ việt nam tiếp tục tham gia mạnh mẽ chương trình covax facility